Đây là những cái tên của những ly đá bào nhé các bạn. Các bạn muốn uống ly như thế nào? Small, medium, large hay là mùi vị gì, nó có đầy đủ các mùi vị trái cây nhé các bạn. Bây giờ mình giải thích cho các bạn nghe, ly lớn thì 4 đô la, ly nhỏ thì 3 đô, ly vừa vừa thì 3 đô, ly nhỏ thì 2 đô. Và người ta chỉ nhận tiền mặt thôi nha. Còn đây là những cái mùi vị đây. Mùi chuối, mùi trái chuối, mùi trái plate, cherry, blue, raspberry, rồi mùi trái cherry, rồi mùi trái dừa, coconut, pickle là trái dưa leo, rồi mùi trái nho, đại khái mùi trái apple. Nó tóm lại là nó đầy đủ các mùi nhé các bạn. Cái xe bán đá bào này thì nó đậu trong cái parking shopping center của cái tiệm nail mình, thì của một bác người Mỹ. Bác này thì chắc cũng về hưu rồi, thì 70 mấy tuổi, nhưng mà bác làm thêm cái chiếc xe này để bán, để mà kiếm tiền ăn bánh uống nước qua ngày gì vậy đó. Mà nó tóm lại là như vậy đó. Rồi đây là cái hũ tiền tiếp đây, ví dụ mình mua xong rồi mình muốn cho tiền tiếp thì mình bỏ vô trong này. She over there. Yeah. Thì cái xe này bán cũng đắt lắm nhé các bạn. Đây là có nhiều người khách hàng đây. Hi, how are you? Và đây là cái trước cửa tiệm mình nha. Mai mốt mình sẽ làm một cái video nói về xây cái đường cao tốc ở bên Mỹ này nha. Các bạn nhớ đón xem. Coi bên Mỹ này người ta xây đường cao tốc như thế nào. Xin mời các bạn đón xem nha. Bây giờ thì mình trở lại cái chủ đề là mình mua một ly đá bào để uống giữa trưa hè nắng đổ ở bên thành phố Houston, tiểu bang Texas này nha. Chiếc xe đá bào này thì cái đó là mình đang nói tiếng Việt thôi nha các bạn. Còn tiếng Mỹ là nó gọi là snow cone. Đây, snow cone. Đây cái hình bóng của nó đây, hình dạng của nó đây. Cái tên của nó đây, Papa Shape Ice Snow Cone. Here we go. Đây, ly nhỏ 2 đô la, ly vừa vừa 3 đô la, ly bự 4 đô la, ly bự nữa, super bự 5 đô la. Các bạn thấy không? Đây là tên của bác người Mỹ. Bác này thì chắc là về hưu rồi, nhưng mà làm thêm cái xe đá bào này á để bán, để mà kiếm tiền ăn bánh uống cà phê gì đó. Mà đó các bạn thấy không, đây là hình bóng của chiếc xe đá bào này nhá. Đó, thấy chưa, nó gọi là snow cone. Tí nữa mình sẽ cho các bạn khám phá cái ly đá bào nó như thế nào nha, gọi là snow cone. Rất là nhiều khách hàng nhé các bạn, khách hàng lớn có, nhỏ có. Nó tóm lại các bác này bán một ngày chắc kiếm cái xe lề đường này, kiếm mình từ bên trong mình nhìn ra thì thấy bác bán cũng đắt lắm, chắc là cũng khoảng 200-300 đô la mỗi ngày. Ok, let me have the medium coconut. Medium coconut. Yes sir. All right. Yes. I'll be right back. Yeah. Ok các bạn nhé, thì bây giờ mình mới vừa order một cái ly medium, mùi vị là coconut, tức là mùi dừa đó các bạn à. Các bạn thấy không, trời nắng quá, nóng quá nên phải ăn nước đá bào cho nó mát. Bên Mỹ mà cũng có bán đá bào lề đường nhé các bạn. Đây lá cờ Mỹ đây, bác này bác xây một cái lá cờ Mỹ ngay đây nè, đẹp quá. Bây giờ mình order rồi, bây giờ mình đang đợi bác bên trong chiếc xe để làm một cái ly đá bào cho mình. Chút xíu mình sẽ review cái ly đá bào bên Mỹ nó như thế nào nhé các bạn. How much you put the cream on the top? Cream on the top? À uh-huh. 50 cents. Yeah. Yes. Let me have some cream. Oh, thank you sir. Yeah, mình bỏ một chút xíu kem lên trên để ăn cho nó ngon nhé các bạn. Thì mình bỏ thêm kem á thì người ta tính là nửa đô la. Đó các bạn thấy không? Yes.
with this hat, wear it like this. Okay, so how all much? Right, young man. How much total? $350. Here we go, $4. Okay. Oh, thank you. Yeah, thank you very much. I'll see you later. Ok các bạn nhé, thì đây là cái ly đá bào, nó gọi là snow cone, tiếng Mỹ nó gọi là snow cone. Thì hồi nãy á, mình kêu một cái ly medium là $3, rồi mình bỏ thêm một chút xíu kem vô á, thì người ta tính mình nửa đô la nữa là $3.50, mình đưa luôn $4. Ok, thì cái bác người Mỹ đó, đó là chắc là retire, tức là về hưu rồi, thành ra bán thêm để cho vui, để kiếm thêm tiền ăn bánh uống nước vậy. Mà bây giờ mình ăn thử một miếng đá bào coi coi nó như thế nào nhé các bạn. Thì chắc là giống như bên Việt Nam không, mình cũng không biết, nó lâu lắm mà mấy chục năm rồi mình không ăn đá bào. Ngon lắm các bạn ơi, nó giống nước đá. Đá bào mà nó không giống nước đá, nó không biết giống gì đi nữa. Các bạn thấy không? Trời đang nóng, nóng như lửa đốt mà ăn một miếng nước đá vô nó mát dễ sợ luôn. Ăn y hệt như nước đá vậy đó các bạn. Quá ngon, quá lạnh. Ok, coi như cái video Tony chia sẻ cái ly đá bào ở Mỹ đến đây xin chấm dứt. Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc nha. Sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái clip kế tiếp, một ngày gần nhất. Bye bye các bạn nha.